Chuyện gì đang xảy ra với thị trường chứng khoán? Các thông tin tiêu cực về lạm phát thế giới và ngân hàng trung ương tăng lãi suất cũng như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất đã kéo theo hàng loạt các quốc gia và các ngân hàng trung ương của các quốc gia đó tăng lãi suất. Và hậu quả dịch bệnh Covid và chiến tranh kéo dài, các vụ án tiêu cực và trạng thái mất niềm tin của các nhà đầu tư. Có phải thị trường chứng khoán đang hoảng loạn? Nhà đầu tư đang bán tháo cổ phiếu? Tâm lý hoang mang và mất phương hướng? Và có phải dòng tiền đã rút ra khỏi chứng khoán để đầu tư vào các kênh khác an toàn hơn? Và có phải nhà đầu tư đang tháo chạy? Warren Buffett đã từng nói, khi người khác tham lam thì ta sợ hãi, và khi người khác sợ hãi thì ta tham lam. Tại sao vậy? Vì đó là tâm lý trong đầu tư chứng khoán. Và nếu ai biết bình tĩnh, bình tâm và lựa chọn chiến lược hợp lý sẽ thành công. Do vậy, các bạn hãy bình tĩnh và lựa chọn chiến lược đầu tư thông minh. Kênh Sẽ Nói OK chúng tôi hôm nay xin được giới thiệu với các bạn quyển sách được mang tên Nhà đầu tư thông minh của một tác giả kinh điển và được xem là một quyển sách từ điển trong đầu tư chứng khoán, tác giả mang tên Benjamin Graham. Bạn đang nghe từ Sách Nói OK. Quyển sách Nhà đầu tư thông minh, tác giả Benjamin Graham. Tác phẩm kinh điển về tư vấn đầu tư, sống động và cần thiết. Nhà đầu tư thông minh là cuốn sách quan trọng nhất mà bạn có dịp đọc về cách thức đạt được các mục tiêu tài chính của mình. Đầu tư chứng khoán, đầu tư kinh doanh, đầu tư bất động sản là ba loại đầu tư cơ bản mà chúng ta ai cũng đã từng nghe đến nhưng không phải ai cũng dám làm. Sân chơi nào cũng có rủi ro riêng, nhưng đối với thị trường chứng khoán lại là một vùng trời sâu rộng. Bước đến ngưỡng cửa thông hiểu về chứng khoán chắc có lẽ là điều ít ai dám khẳng định. Nhưng bạn sẽ cảm thấy dễ thở hơn sau khi đọc Nhà đầu tư thông minh. Cuốn sách nói về cách tư duy tài chính, phương pháp tham gia đầu tư cổ phiếu an toàn. Giới thiệu sách. Tác giả Benjamin Graham được xem là nhà tư vấn đầu tư vĩ đại nhất của thế kỷ 20. Benjamin Graham đã giảng dạy và truyền cảm hứng cho nhiều người trên khắp thế giới. Triết lý đầu tư theo giá trị của Graham bảo vệ nhà đầu tư khỏi những sai lầm lớn và dạy anh ta phát triển các chiến lược dài hạn, đã khiến nhà đầu tư thông minh trở thành cẩm nang của thị trường chứng khoán kể từ lần đầu tiên xuất bản vào năm 1949. Trải qua năm tháng, diễn biến thị trường đã chứng minh tính sáng suốt trong các chiến lược của Graham. Trong khi vẫn giữ lại toàn vẹn văn bản ban đầu của Graham, ấn phẩm tái bản này bổ sung thêm bình luận cập nhật của ký giả chuyên về tài chính nổi tiếng Jason Quay. Cái nhìn của Quay bao quát hiện thực của thị trường ngày nay, vạch ra sự tương tự giữa những ví dụ của Graham và các tích báo về tài chính hiện nay, giúp bạn đọc có sự hiểu biết kỹ lưỡng hơn về cách thức áp dụng các nguyên tắc của Graham. Benjamin Graham là người được xem là bố già trong lĩnh vực phân tích chứng khoán và đầu tư giá trị. Cuốn sách The Intelligent Investor, Nhà đầu tư thông minh của ông là ấn phẩm nổi tiếng nhất, cũng là cuốn sách nên đọc với bất cứ nhà đầu tư nào. Cuốn sách xuất bản năm 1949 với nhiều câu chuyện lý thú xung quanh. Chẳng hạn, nhiều người trẻ thời đó sau khi đọc cuốn sách đã tìm đến lớp học về đầu tư của tác giả Benjamin Graham. Nhờ lớp học đó, hầu hết những học trò của Graham sau này đều trở thành triệu phú và tỷ phú. Trong đó, nổi bật nhất chính là Warren Buffett, một trong những người giàu có nhất thế giới hiện nay.
Buffett là học trò duy nhất được nhận điểm A cộng trong suốt sự nghiệp dạy học của Graham. Cũng giống như một số học trò khác, Buffett xem Graham là người cha thứ hai của mình. Họ thậm chí còn lấy tên của thầy Graham đặt tên cho con trai để ghi nhận sự ảnh hưởng lớn lao của ông. Sau này, mặc dù Warren Buffett được cả thế giới công nhận là nhà đầu tư vĩ đại nhất của mọi thời đại, nhưng nếu có ai hỏi ông xem ai là nhà đầu tư vĩ đại nhất thì câu trả lời nhận được sẽ là Benjamin Graham. Kỳ đại thụ trong giới đầu tư cổ phiếu đã không ngần ngại tự nhận, trong tôi có đến 85% là Benjamin Graham. Từ một sinh viên nghèo trở thành một sinh viên tuyệt vời tại Columbia, và sau khi tốt nghiệp bắt đầu sự nghiệp đầu tư của mình với một công việc trên Wall Street, phố Wall, ông đã viết xuống nguyên tắc đầu tư của mình ở bên trong năm 1949, các nhà đầu tư thông minh, mà Warren Buffett gọi là cuốn sách tốt nhất về đầu tư. Dưới đây là ba bài học then chốt từ cuốn sách của Graham để giúp bạn bắt đầu đầu tư. Thứ nhất, có ba nguyên tắc để đầu tư thông minh. Thứ hai, không bao giờ tin ngày thị trường. Thứ ba, tuân theo một công thức nghiêm ngặt và bạn sẽ làm tốt. Bạn đã sẵn sàng để trở thành một nhà đầu tư thông minh chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi. Bài học số 1. Có ba nguyên tắc để đầu tư thông minh. Cũng thường được gọi là đầu tư giá trị. Đầu tư thông minh theo Benjamin Graham dựa trên ba nguyên tắc. Nguyên tắc 1. Một nhà đầu tư thông minh luôn phân tích các nguyên tắc quản lý và sự phát triển lâu dài của một công ty trước khi đầu tư. Thứ hai, một nhà đầu tư thông minh luôn luôn bảo vệ anh ta khỏi những thiệt hại bằng cách đa dạng hóa các khoản đầu tư. Thứ ba, một nhà đầu tư thông minh không bao giờ tìm kiếm lợi nhuận bất thường mà tập trung vào lợi nhuận an toàn và ổn định. Một câu nói nổi tiếng của Warren Buffett là về quy tắc số 2 của mình để đầu tư. Chúng tôi còn gọi là hai quy tắc đầu tư của Warren Buffett. Quy tắc số 1. Không bao giờ mất tiền. Quy tắc số 2. Không bao giờ được quên quy tắc số 1. Không ai có thể dự đoán Facebook làm gì tiếp theo, nhưng tất cả mọi người có thể tự bảo vệ mình chống lại thiệt hại rủi ro bằng cách làm một phân tích toàn diện. Các nhà đầu tư thông minh tìm thấy cổ phiếu với một khoảng cách giữa giá hiện tại của họ và giá trị nội tại của công ty. Điều này dựa trên các bằng chứng được thu thập từ nhìn vào lịch sử của công ty và các giá trị quản lý. Các nhà đầu tư thông minh đầu tư vào một vài trong số những công ty để không mất tất cả mọi thứ khi mọi thứ đi sai, và sau đó xem xét và hoàn toàn hài lòng với thu nhập 10%, 12%, thậm chí 15% trong một năm. Bài học số 2. Không bao giờ tin tưởng ngày thị trường. Ngày thị trường, Graham coi hình ảnh toàn bộ thị trường chứng khoán như là một người duy nhất. Nếu bạn tưởng tượng ngày thị trường hiện lên trên ngưỡng cửa của bạn mỗi ngày, trích dẫn cho bạn các mức giá khác nhau cho các cổ phiếu khác nhau, bạn sẽ làm gì? Theo Benjamin Graham, bạn nên bỏ qua anh ta. Đôi khi các mức giá mà ông ta sẽ cho bạn biết có vẻ rẻ một cách bất ngờ, đôi khi quá cao. Đó là bởi vì ngày thị trường hoàn toàn không thể đoán trước và tâm trạng thay đổi liên tục. Ví dụ về một tháng trước khi iPhone mới được phát hành, cổ phiếu Apple tăng lên rất cao khi mọi người xếp hàng trước các cửa hàng chờ mua iPhone mới. Nhưng khi điện thoại mới không như mong đợi, cổ phiếu có thể giảm mạnh ngày hôm sau. Nếu bạn muốn là nhà đầu tư thông minh thì hãy dựa trên nghiên cứu của riêng bạn và bỏ qua hoàn toàn thị trường. Điều này đòi hỏi bạn có một cái tâm lý vững vàng và kiên nhẫn. Bài học số 3. Luôn luôn theo một công thức chặt chẽ và bạn sẽ làm tốt. Cuối cùng, để tiếp tục loại bỏ những căng thẳng của đầu tư với thị trường, bạn nên luôn luôn tuân theo vào một
công thức nghiêm ngặt khi đầu tư. Graham gọi đó là công thức đầu tư, nhưng nó được biết đến rộng rãi qua thuật ngữ đô la chi phí trung bình. Những gì nó có nghĩa là bạn chỉ đơn giản là thiết lập một ngân sách cố định bạn sẽ đầu tư hàng tháng hoặc quý, và sau đó đầu tư vào các cổ phiếu bạn đã trước đó lựa chọn, không có vấn đề giá cả. Ví dụ tôi đầu tư 10% thu nhập của tôi mỗi tháng, tiền đi vào tài khoản đầu tư của tôi và sau đó tôi đầu tư trong các cổ phiếu tôi đã sở hữu. Điều này sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của bạn, bởi vì nó đòi hỏi bạn phải đầu tư số tiền tương tự một lần nữa và một lần nữa. Không nhiều khi cổ phiếu rẻ hơn, không ít khi cổ phiếu tăng giá lên. Cuốn sách nhà đầu tư thông minh này dày hơn 600 trang, và chúng ta cũng có thể mất gần cả tháng để đọc được quyển sách này. Nếu như mỗi ngày chúng ta bỏ ra 30 phút để đọc sách, và 30 phút tương ứng với khoảng 30 trang, thì trong một tháng chúng ta có thể đọc hết quyển sách 600 trang này. Cái tên nhà đầu tư thông minh cũng đã nói về nội dung cuốn sách, nói về việc đầu tư chứng khoán cùng với những kinh nghiệm được chắt lọc của nhà đầu tư tài ba Benjamin Graham, bậc thầy của chứng khoán và là người thầy của Warren Buffett. Nếu như các bạn chưa từng hiểu các khái niệm về chứng khoán, đầu tư cổ phiếu và trái phiếu, thì quyển sách này sẽ chia sẻ những điều rất là dễ hiểu cùng với những diễn giải, bình luận cũng như là chú thích chi tiết. Ở mỗi một chương là những kinh nghiệm được chia sẻ cụ thể, và như thế vẫn chưa đủ. Quyển sách còn có thêm bình luận ở mỗi chương với một cách diễn giải cắt nghĩa cụ thể. Bên cạnh đó, dịch giả cũng rất có tâm khi có những sự kiện được chú thích cặn kẽ ở phía dưới. Trong mỗi chương đều có những ví dụ cụ thể kèm theo những hình ảnh cụ thể qua các năm. Mà ngay cả với người không biết về chứng khoán, không có kiến thức về chứng khoán, cũng có thể tìm được các bí quyết, đọc các biểu đồ và so sánh các con số. Đi theo cuốn sách là những mục đầu tư, những lời khuyên, những so sánh cụ thể. Và nếu các bạn gặp khó khăn, vì đơn giản đó là những thuật ngữ về chứng khoán, về đầu tư. Tuy nhiên, nếu các bạn chịu khó thì các bạn sẽ rất là dễ hiểu với những cái số liệu mặc dù khô khan, nhưng mà quyển sách không có một cái tính triết học nào. Và các bạn sẽ nắm bắt được mạch của quyển sách một cách rất dễ dàng nếu các bạn tập trung để đầu tư, để đọc quyển sách một cách cặn kẽ. Trong tình hình hiện nay, thị trường chứng khoán đang chao đảo. Các thông tin về thị trường, niềm tin vào thị trường chứng khoán đang lung lay. Dịch bệnh, hậu quả của dịch bệnh Covid, chiến tranh, các vấn đề xung đột về chính trị và các vụ án xảy ra, làm cái niềm tin của nhà đầu tư đang lung lay, và dường như cổ phiếu và thị trường chứng khoán đang giảm rất là mạnh. Tuy nhiên, trong thời điểm này chúng tôi khuyên tất cả các bạn hãy bình tâm và hãy suy nghĩ kỹ để quyết định đầu tư một cách chính xác và thành công. Warren Buffett đã từng nói, khi mọi người sợ hãi thì chúng ta hãy tham lam, và khi mọi người khác tham lam thì chúng ta hãy sợ hãi. Chúc cho các bạn.